Chiếc máy ảnh Canon M50 được rất nhiều các idol trên mạng xã hội dùng để quay phim, nhưng mà các bạn vẫn chưa biết làm thế nào. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quay phim bằng chiếc Canon M50 này nhé. Ok, để có thể quay phim với máy ảnh Canon M50 thì đầu tiên chúng ta phải vặn sang chế độ quay phim nhé. Đó, chế độ hình cái máy quay này là chế độ quay phim. Đầu tiên chúng ta đến với phần chỉnh chế độ phơi sáng khi quay phim nhé. Chúng ta có hai cách để chỉnh. Chúng ta có thể bấm vào nút Q này và bấm vào cái nút bên góc bên trái này hình cái máy quay phim. Hoặc là chúng ta có thể bấm trực tiếp vào cái nút cái máy quay ở góc bên trái này luôn. Đó. Với máy Canon M50 này thì chúng ta cứ dùng cái màn hình cảm ứng cho nó dễ nhé. Chúng ta không cần phải vào menu hay là gì đâu, chúng ta cứ dùng cái màn hình cảm ứng để bấm vào cái nút Q ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ hình cái máy quay này, không có gì này. Tức là chế độ auto hoàn toàn. Đó thì máy sẽ tự động điều chỉnh 3 thông số: tốc độ, khẩu độ và ISO cho chúng ta. Chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng bằng cách là dùng cái cộng trừ EV ở đây. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta có thể điều chỉnh. Đó, chúng ta có thể tăng giảm độ sáng ở đây giống như là điều chỉnh ở trên điện thoại vậy, rất là dễ. Đó, đến với chế độ phơi sáng tiếp theo là chế độ phơi sáng chỉnh tay. Nó là hình cái máy quay có chữ M ở đây. Đó, ok. Với chế độ này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cả 3 thông số tùy theo ý thích của chúng ta. Chúng ta có thể dùng màn hình cảm ứng ở đây để điều chỉnh này. Đó, đây là tốc độ này. Hoặc là chúng ta có thể vặn cái vòng xoay ở trên này nhé, ở cái phần nút chụp ảnh ấy. Đó, để điều chỉnh tốc độ. Đó, nhưng theo mình thì các bạn nên là điều chỉnh ở trên màn hình cảm ứng này cho nó dễ nhìn nhé. Nó dễ như là điện thoại vậy. Đó, cái màn hình cảm ứng rất là xịn như này thì không tội gì chúng ta phải chỉnh phím cơ làm gì cả. Đó thì chúng ta điều chỉnh ánh sáng. Khi dùng chế độ M này, chúng ta điều chỉnh ánh sáng như thế nào để cho nó chuẩn nhất, để cho nó không bị cháy sáng, không bị thừa sáng, thiếu sáng. Thì chúng ta có thể bấm vào nút Info ở đây nhé. Đó, đó, chúng ta cứ bấm vào nút Info đến khi nào nó hiện ra cái biểu đồ này. Biểu đồ này người ta gọi là biểu đồ histogram. Cái thanh màu trắng trắng, cái màu trắng trắng này này, khi mà nó đẩy sang phía bên phải quá nhiều thì tức là hình ảnh của chúng ta, video của chúng ta đang bị thừa sáng. Còn khi mà nó đẩy sang phía bên trái này quá nhiều thì tức là video của chúng ta đang bị thiếu sáng. Ví dụ như ở đây là nó đang bị thừa sáng đấy, thì mình sẽ giảm ánh sáng của nó xuống đi bằng cách là khép khẩu độ lại. Đó, như này là lại bị hơi thiếu sáng một tí rồi. Đấy, ta sẽ giảm tốc nhé. Đó, như thế này là tương đối là đã đủ sáng rồi. Đấy, thì các bạn có thể thấy là trên màn hình này nhìn nó rất là tối vì đây là mình đang ở ngoài trời. Nhưng mà thực tế là nó đã đang đủ sáng. Thì cái màn hình trên máy này chúng ta nhìn ở ngoài trời nó không được chuẩn đâu, bởi vì màn hình của nó chất lượng nó không giống như là màn hình điện thoại của chúng ta. Nên là chúng ta phải dựa vào cái thông số, cái biểu đồ này để điều chỉnh ánh sáng. Ok. Tiếp theo là đến với phần cài đặt chất lượng khi quay phim. Đấy, thì nếu như mà trên màn hình của chúng ta những cái chữ Q hay là những cái thông số này bị mất đi nhá, thì là do cái nút Info này. Các bạn cứ ấn, đấy, các bạn cứ ấn thì nó sẽ hiện ra dần này. Đấy, đấy, ấn nó mất hẳn này. Chúng ta ấn này. Đấy, chúng có thể hiện ra những cái toàn bộ là thông số như này luôn. Đấy, thì khi mà các bạn không thấy nó thì các bạn cứ ấn cái nút này này. Ấn nút Info này, nó sẽ hiện ra. Đó, đến với phần cài đặt chất lượng nhá, chúng ta sẽ bấm vào nút Q. Đấy, với máy ảnh Canon thì nút Q nó có thể chỉnh được rất nhiều thứ. Các bạn không biết chỉnh cái gì, không biết chỉnh ở đâu thì cứ bấm vào nút Q là sẽ ra. Hoặc là có thể nút Set ở đây này, nút chính giữa này cũng là nút Q này. Đó, phần cài đặt chất lượng là nó sẽ nằm ở đây. Đấy, hình cái chữ Full HD số gì đó đây này. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh các tùy chọn chất lượng ở đây. Với máy ảnh Canon M50 thì chúng ta có thể tùy chọn cao nhất là 4K 24 frame ở đây. Nhưng mà các bạn có thể thấy là khi chúng ta chọn 4K, cái khung hình của chúng ta sẽ bị crop lại khá là nhiều. Đó, thì mình khuyên các bạn là không nên nhé. Cái này với các dòng máy Canon như là M50 hay là Canon RP, M6 Mark II. À không, M6 Mark II thì quay được 4K full cảm biến ấy. Nhưng mà với Canon M50 hay là Canon RP thì chúng ta không nên quay 4K nhé. Bởi vì chất lượng 4K nó cũng không được tốt như các dòng Sony đâu. Chúng ta nên quay Full HD. Chúng ta sẽ lấy được khung hình rộng hơn, nhiều hơn và chất lượng nó sẽ tốt. Và nó cũng nhẹ file hơn cho các bạn nữa. Đó, đây là tùy chọn Full HD này, Full HD 60 frame. Cái 59.94 này tức là 60 đấy, nó sẽ bị mất đi một tí. Cái này thì các bạn không phải quan tâm đâu, nó chính là 60 frame đấy. Đây là 30 frame này, đây là Full HD 24 frame. Đấy, và tiếp theo là đây là các cái chế độ quay HD.
độ phân giải HD thấp hơn ấy, thì mình khuyên các bạn là lên để Full HD 30 frame, Full HD hoặc là Full HD 60 frame nhé, để chúng ta có thể làm slow motion. Đó. Tiếp theo là đến với phần cài đặt chế độ lấy nét khi quay phim. Đó, nếu các bạn sử dụng những cái ống kính mà có cái nút gạt AF, MF ở trên ống kính ấy, thì nếu các bạn muốn sử dụng MF thì các bạn gạt sang nút MF, chúng ta có thể vặn cái ống kính để vặn cái vòng lấy nét ở trên ống kính để lấy nét. Hoặc là các bạn gạt sang AF và sau đó chúng ta vào Q để tùy chỉnh. Đó, chúng ta vào cái phần này này, phần AF này này. Đó, ở đây chúng ta sẽ có ba tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên là tùy chọn nó có hình cái mặt cười này, mặt người và cộng với tracking, tức là nó sẽ tự động nhận diện mặt con người, mặt người ấy. Khi mà các bạn quay chân dung, quay các bạn nữ thì nó sẽ tự động nhận diện mặt người để lấy nét cho các bạn, rất là thông minh. Đó. Và vùng cái thứ hai là cái vùng zone. Đấy, chúng ta có thể chọn được cái vùng, một cái vùng rất là nhỏ thì máy nó sẽ tập trung lấy nét ở trên cái vùng này, tập trung chỉ lấy nét ở trong cái vùng này thôi. Đó, cái điểm tiếp theo là một PTIF này, tức là nó sẽ lấy nét bằng một điểm đấy, nó sẽ lấy nét ở một cái điểm nhỏ hơn. Đó, chúng ta chọn cảm ứng ở trên này để lấy nét này. Đó, chúng ta chọn nhé và chúng ta nhấn giữ cái nút chụp, nó sẽ lấy nét cho chúng ta. Đó, mình thì mình thường hay sử dụng cái chế độ lấy nét này nhé, nó sẽ tự động lấy nét cho các bạn và ưu tiên mặt người bởi vì mình thì mình hay quay người mà. Tiếp theo là đến với phần cài đặt âm thanh khi quay phim. Đó, cài đặt âm thanh thì các bạn bấm vào nút Q thì các bạn sẽ không thấy, với máy M50 các bạn sẽ không thấy cái phần cài đặt âm thanh ở trong này nhá. Đó, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách dễ nhất mà các bạn không cần phải vào menu để mò làm gì cho nó mất công cả. Các bạn sẽ bấm vào info này. Đó, các bạn cứ bấm vào info đến khi nào nó hiện lên cái thông số, cái màn hình như thế này nhá. Thì ở đây nó sẽ có một cái thanh nó chạy chạy này. Đấy, khi mình nói nó sẽ chạy chạy này thì đây chính là cái để điều chỉnh âm thanh. Thì các bạn bấm vào cái Q ở trên góc bên dưới này. Đó. Đấy, thì các bạn có thể chọn được cái này rồi. Khi bấm vào Q các bạn có thể chọn rồi. Hiện tại ở đây thì nó đang hiển thị là auto này. Đấy, các bạn chọn ở đây là auto. Chúng ta có thể chọn disable là nó sẽ mất luôn. Chúng ta sẽ quay phim mà không có âm thanh. Đó, hoặc chúng ta có thể chọn auto là nó sẽ tự động nhận diện âm thanh cho chúng ta. Hoặc chúng ta chọn manual là chúng ta có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng tay luôn. Đó, chúng ta chọn ở bên dưới, cái dòng bên dưới, dòng rec level này. Ok, chúng ta có thể tùy chỉnh được cái độ to nhỏ âm thanh của chúng ta ở đây. Đấy, thì các bạn, cái phần này thì các bạn chỉnh làm sao cho âm thanh của chúng ta nó sẽ chạy loanh quanh cái số 12 này nhá. Nó sẽ tầm hơn số 12 một tí thì âm thanh của chúng ta, alo, đó, tầm như thế này này. Thì âm thanh của chúng ta sẽ ổn, sẽ là vừa phải và không bị quá to. Còn nếu như các bạn điều chỉnh nó quá to, nó chạm cái không này, thì tức là âm thanh của chúng ta đang bị rè, đang bị to quá, hoặc là nó quá nhỏ, nó chỉ nhảy được ở đây thôi, thì tức là âm thanh của chúng ta nó đang bị thiếu âm thanh, nó bị nhỏ quá ấy. Đấy, thì các bạn cứ điều chỉnh cho nó tầm này này, tầm loanh quanh số 12 này là ok nhá. Tiếp theo là đến với phần chỉnh màu khi quay phim. Chỉnh màu khi quay phim thì chúng ta lại quay lại và chúng ta bấm vào nút Q. Nó có cái phần ở bên dưới cái AWB này. Đấy, cái phần chữ S này. Đó, thì ở đây sẽ có các cái tùy chỉnh màu cho chúng ta. Cái tùy chọn đầu tiên chữ A là cái auto, nó sẽ tự động nhận diện và tự động chỉnh màu cho chúng ta luôn. Cái này là cái standard, là cái tiêu chuẩn này. Cái portrait này dùng là chân dung, dùng để quay người rất là phù hợp này. Landscape để quay phong cảnh. Đấy, thì các bạn có thể tùy chọn các cái tùy chọn chỉnh màu ở đây. Mình sẽ ví dụ một cái nhá. Ví dụ cái standard đi. Đấy, thì chúng ta sẽ ấn vào info. Ở đây thì chúng ta sẽ tùy chỉnh được sâu hơn nữa vào cái phần màu sắc của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái thanh đầu tiên này. Cái thanh này tức là cái độ sắc nét của hình ảnh ấy. Chúng ta tăng lên thì cái video của chúng ta nó sẽ sắc nét hơn. Nhưng mà cái này thì chúng ta không nên quá lạm dụng nhé, bởi vì nó chỉ là giả lập bằng phần mềm thôi. Nó sẽ tăng quá thì nó sẽ bị gai nhìn rất là khó chịu. Đó, đến cái phần thứ hai là phần contrast. Sẽ tăng giảm được cái độ tương phản của chúng ta. Tiếp theo là phần saturation. Phần này là nó giống như kiểu độ đậm nhạt ấy. Chúng ta tăng lên thì màu sắc của chúng ta nó sẽ đậm đà hơn. Giảm đi thì nó sẽ nhạt nhòa. Phần color tone này thì nó sẽ, chúng ta đẩy sang bên phải này, nó sẽ hơi ngả vàng một chút thôi. Cái này nó, mình thấy là nó không ngả quá nhiều như là cái white balance nhá.
Đó, cái này nó sẽ ngả xanh này. Xong bên này nó sẽ ngả vàng này. Nó sẽ hơi ngả một tí thôi. Đó, thì các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích của mình ở đây. Đó, bấm vào cái info này để chỉnh này. Và tiếp là còn một cái phần nữa là phần white balance. White balance là cái phần cân bằng trắng ấy. Các bạn có thể tùy chọn những cái mẫu phù hợp ở đây. Ví dụ cái set này là chụp quay và chụp ở trong bóng râm ấy. Cái cloudy này là ở dưới những cái trời thời tiết nhiều mây. Đấy, cái phần xanh này này, tung stand light gì đấy này, là dùng để quay chụp khi ở trong ở dưới những cái ánh đèn đường, ánh đèn đường vàng ấy, ánh đèn bóng tóc ấy. Đó, đèn vàng, và khi mình có cái hình ảnh màu xanh này nó sẽ cân bằng lại. Nó sẽ ra cái bình thường nhất. Hoặc là chúng ta có thể chọn K ở đây. Đó, chúng ta chọn cái K này. Chúng ta chọn vào cái set color tem này, chúng ta có thể tùy chọn được cái nhiệt độ màu của mình. Đó. Đấy, khi nhiệt độ màu càng thấp thì hình ảnh của chúng ta nó sẽ cho ra cái màu nó càng xanh, nó càng ám ánh sáng xanh. Khi càng cao thì nó sẽ càng ám ánh sáng vàng, giống như kiểu trời hoàng hôn ấy. Tiếp theo chúng ta ấn vào cái info ở dưới này. Đấy, thì mình có thể cho nó ám cái màu mà mình mong muốn theo như cái bảng ở đây. Nó sẽ có những cái màu này. Đó, các bạn tùy chỉnh để cho nó ám cái màu mà mình muốn nhé. Vừa rồi là video hướng dẫn cách quay phim bằng chiếc Canon M50. Nếu các bạn cảm thấy những video như thế này hay và hữu ích thì hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe để chúng mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều những video như này nữa nhé. Xin chào các bạn, mình là Quang Tân.